Xin chào các em, rất vui mừng được gặp lại các em trong chương trình dạy học trên truyền hình phát trên đài phát thanh truyền hình Quảng Nam. Thầy là Trịnh Thanh Nhờ, giáo viên trường Trung học Phổ thông Núi Thành. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn các em luyện tập bài phương trình mặt phẳng nằm trong chương 3 phương pháp tọa độ trong không gian của hình học 12. Thì trong phần luyện tập phương trình mặt phẳng được thiết kế là theo các dạng toán thường gặp. Đó là dạng thứ nhất, xác định tọa độ vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. Dạng thứ hai là viết phương trình của mặt phẳng. Và dạng thứ ba là tính khoảng cách từ một điểm đến mặt phẳng, khoảng cách giữa hai mặt phẳng song song. Dạng thứ tư là xác định tọa độ của điểm thuộc mặt phẳng. Thì trong phần luyện tập này có hai tiết. Thì tiết thứ nhất chúng ta sẽ học dạng 1 và dạng 2. Tiết thứ hai chúng ta sẽ học dạng 3 và dạng 4. Bây giờ các em xin mời các em vào tiết thứ nhất. Dạng 1, xác định tọa độ vectơ pháp tuyến của mặt phẳng. Thì để giải được các bài tập ở dạng này, các em cần lưu ý lại một số cái kiến thức lý thuyết đã học ở cái phần lý thuyết. Lưu ý thứ nhất, mặt phẳng phê có phương trình AX cộng BY cộng CX cộng D bằng 0. Thì khi đó nó có một vectơ pháp tuyến N là ABC. ABC tức là cái hệ số của X, hệ số của Y và hệ số của Z. Nếu mặt phẳng phê có một vectơ pháp tuyến là N, thì vectơ KN, vectơ K cũng là vectơ pháp tuyến của phê. Ở đây các em lưu ý là K khác không? K khác không? Lưu ý thứ ba, nếu mặt phẳng phê chứa hoặc song song với giá của hai vectơ không cùng phương, tức là cái mặt phẳng phê nó chứa giá của hai vectơ AB không cùng phương, mặt phẳng phê nó chứa một vectơ A, giá vectơ A và song song với giá vectơ B, mặt phẳng phê nó song song với giá của hai vectơ AB này, nha. Yeah. Thì có ba tình huống này thì mặt phẳng phê đều có vectơ pháp tuyến là N, chính là tích có hướng của hai vectơ AB. Đây là ba cái lưu ý mà các em cần phải nắm để giải cái các bài tập về dạng một. Sau đây là câu thứ nhất. Câu 1. Trong không gian OX, YZ cho mặt phẳng phê có phương trình 3X cộng 2y cộng z trừ 4 bằng 0, có một vectơ pháp tuyến là. Đối bằng A, vectơ N1 có tọa độ 3, 2, 0. Đối bằng B, vectơ N2 tọa độ 3, 2, trừ 4. Đối bằng C, vectơ N3 có tọa độ 3, 2, 1. Và đối bằng D, vectơ N4 có tọa độ 1, 2, 3. Thì để đạt được tọa độ vectơ pháp tuyến của mặt phẳng phê thì các em cần dựa vào phương trình của mặt phẳng phê đã cho, và đặc biệt là các em dựa vào các hệ số của x, hệ số của y và hệ số của z. Ở đây hệ số của x là 3, hệ số của y là 2 và hệ số của z là 1. Cho nên cái bộ số 3, 2, 1 chính là tạo nên tọa độ của vectơ pháp tuyến của mặt phẳng phê. Và như vậy bài này đáp án chính là đáp án C, vectơ N3 tọa độ 3, 2, 1. Tiếp theo, câu số 2. Trong không gian OX, YZ, mặt phẳng phê có phương trình trừ 3X cộng 6Y cộng 1 bằng 0, có một vectơ pháp tuyến là vectơ N1 có tọa độ trừ 3, 6, 1, vectơ N2 có tọa độ 1, trừ 2, 0, vectơ N3 trừ 1, 0, 2 và vectơ N4 0, trừ 1, 2. Thì cái câu số 2 này nó có một chút khác biệt so với câu số 1. Câu số 2 này là nó, trong phương trình của mặt phẳng phê, các em thấy là nó không có z. Cho nên các em lưu ý rằng như vậy để đạt được tọa độ vectơ pháp tuyến của mặt phẳng phê thì cái phương trình mặt phẳng phê các em nên viết lại. Chúng ta viết lại như thế này. Đó là trừ 3x cộng 6y không có z, thì các em viết là 0 nhân z rồi cộng 1 bằng 0.
Thì khi đó các hệ số của x này trừ 3, hệ số của y 6 và hệ số của z là 0. Thì cái bộ số trừ 3, 6, 0 này chính là vectơ phổ tuyến của mặt phẳng phê. Nhưng mà các em nhìn trên đáp án là các em thấy là bốn cái đáp án đều không có vectơ nào có tọa độ là trừ 3, 6, 0. Đấy. Cho nên các em lưu ý là cho thầy là mặt phẳng phê mà có vectơ phổ tuyến là n thì vectơ con cũng là một vectơ phổ tuyến của mặt phẳng phê. Như vậy thì các em thấy ta cần nhân cái tìm một số coi để mình nhân với vectơ n này để ra được cái tọa độ mà các em có ở trong cái đáp án. Thì ở đây các em dễ dàng nhìn thấy được là trừ 1/3 vectơ n, trừ 1/3 nhân vectơ n thì trừ 1/3 nhân với trừ 3 là ta được 1, trừ 1/3 nhân 6 ta được trừ 2, trừ 1/3 nhân 0 là ta được 0. Như vậy thì vectơ có tọa độ là 1 trừ 2 0 cũng là vectơ phổ tuyến của mặt phẳng phê và đó chính là đáp án B. Đấy. Cho nên các em lưu ý cho thầy khi tìm được vectơ phổ tuyến của mặt phẳng phê mà nó chưa có trong đáp án thì các em xem tìm một cái số coi, tìm một cái số coi nhân với tên này để nó ra được một cái tọa độ mà nó có trong cái đáp án. Tiếp theo là câu số 3. Trong không gian Ox, Y, mặt phẳng phê chứa trục x phải Ox và điểm M có một vectơ phổ tuyến là vectơ N1 0 trừ 3 1, vectơ N2 0 3 1, vectơ N3 1 0 trừ 3 và vectơ N4 là 1 0 3. Trong bài này để tìm được đáp án thì các em cần lưu ý lại cho thầy cái phần lý thuyết. Trước hết là ta có cái hình vẽ mặt phẳng phê chứa trục x phải OX và điểm AM. Thì các em lưu ý rằng là trên cái trục x phải OX này nó có một cái vectơ đơn vị là vectơ y. Ta nhắc lại cái phần lý thuyết. Nếu mặt phẳng phê mà chứa hạt song song với gió của hai vectơ không cùng phương. Đây, nhắc lại lý thuyết ba cái tình huống này. Thì khi đó mặt phẳng phê nó có một vectơ phổ tuyến là n tích có hướng của hai vectơ AB. Thì các em nhìn bên hình vẽ như này thì các em thấy rằng mặt phẳng phê chúng ta đấy, nó chứa gió của vectơ y tức là chứa cái trục x phải OX đó và nó chứa cái đường thẳng OM tức là gió của vectơ OM. Đấy, như vậy anh ta biết là vectơ y có tọa độ là 1 0 0. Vectơ OM có tọa độ là 2, 1, 3. Vectơ OM thì tọa độ nó giống cái tọa độ của điểm M. Và rõ ràng ta thấy hai vectơ này không cùng phương. Tỷ lệ tọa độ nó không bằng nhau. Cho nên tích có hướng của vectơ Y và vectơ OM thì các em dễ dàng tính được cái tọa độ là 0, trừ 3, 1. Và tích có hướng này chính là vectơ phổ tuyến của mặt phẳng phê. Như vậy tọa độ của nó là 0 trừ 3 1 chính là đáp án A. Tiếp theo xin mời các em vào dạng 2. Dạng 2 là dạng viết phương trình của mặt phẳng. Thì để giải các bài tập của dạng 2 thì các em cần lưu ý lại một số cái lý thuyết. Trong không gian Ox, Y, mặt phẳng phê có vectơ phổ tuyến n có tọa độ là a b c và đi qua điểm m có tọa độ x0 y0 z0. Các em tham khảo hình vẽ. Thì khi đó phương trình của mặt phẳng phê là a thừa số x trừ x0 cộng b thừa số y trừ y0 cộng c z trừ z0 bằng bằng 0. Như vậy là để viết được phương trình mặt phẳng là các em phải cần hai yếu tố. Yếu tố thứ nhất là tọa độ của vectơ phổ tuyến. Yếu tố thứ hai là tọa độ của điểm đi qua. À, các em và nhớ cái công thức viết phương trình mặt phẳng. Và anh ta đạt D là trừ A0, trừ B0, trừ C0.
thì ta sẽ được phương trình là AX cộng B cộng CX bằng 0, cộng D bằng 0. Thì đây chính là phương trình tổng quát của mặt phẳng. Cái lưu ý thứ hai, mặt phẳng phê đi qua 3 điểm A có tọa độ là A00, B0B0 và C00C. Thì các em thấy là 3 điểm A, B, C là nằm trên 3 trục tọa độ. Điểm A nằm trên trục OX này, điểm B nằm trên trục OY và điểm C nằm trên trục OY. Ở đây điều kiện là A, B, C phải khác không? Có nghĩa là 3 điểm A, B, C này không được trùng với góc tọa độ. Thì khi đó mặt phẳng đi qua 3 điểm A, B, C thì có phương trình là X chia A cộng Y chia B cộng Z chia C bằng 1. Và phương trình này người ta gọi là phương trình mặt phẳng theo đoạn chéo. Như vậy trong phần viết phương trình mặt phẳng thì các em cần lưu ý cho thầy hai cái lưu ý đó để chúng ta giải các câu bài tập sau đây. Câu 1. Trong không gian OX, YZ, mặt phẳng phê có vector phốt tuyến N có tọa độ là 2, 1, trừ 1 và qua điểm M có tọa độ 1, 0, trừ 2 thì có phương trình là ta có 4 cái đáp án A, B, C, D. Các em quan sát trên màn hình. Thì đối với câu 1 này, các em chỉ cần nắm được cái công thức viết phương trình mặt phẳng là các em đã làm được rồi. Đấy. Bây giờ để giải câu này thì thầy nhắc lại cái lý thuyết một chút. Mặt phẳng phê có vector phốt tuyến N tọa độ A, B, C và đi qua điểm M x0, y0, z0. Cái A này các em, vector phốt tuyến A là các em thế vào đây. B là số nào? B là số 1, hoành độ của vector phốt tuyến. Và C là cao độ của vector phốt tuyến. Còn x0, y0, z0 là những số nào? Thì x0, y0, z0 là điểm đi qua. Điểm đi qua. Đây. Hoành độ của điểm M 1. Các em thế vào x0. 0. Tung độ của điểm M y0. Và trừ 2. Cao độ của điểm M. Các em thế vào z0. Và khi thế A, B, C, x0, y0, z0 thì ta được cái phương trình của mặt phẳng phê là như này. 2 nhân x trừ 1 cộng 1 nhân y trừ 0 trừ cho 1 nhân z trừ cho trừ 2. Cho nên là cộng 2 bằng 0. Thu gọn thì ta được phương trình là 2x cộng y trừ z trừ 4 bằng 0. Và tới đây các em dễ dàng là nhận ra được đó là đáp án B. Tiếp theo mời các em câu số 2. Câu số 2 là trong không gian OX YZ cho hai điểm A có tọa độ trừ 1, 2, 0, điểm B có tọa độ 3, 0, 2. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng OB có phương trình là. Ta có 4 cái đáp án A, B, C, D. Các em quan sát trên màn hình. Mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng OB. Các em lưu ý là mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng OB, thay gọi nó là phê. Thì mặt phẳng vuông góc với OB tại trung điểm của OB. Đấy, các em phải hiểu được cái mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng là mặt phẳng vuông góc với OB tại trung điểm của nó. Thì các em nhìn trên hình vẽ, các em thấy rằng mặt phẳng phê của mình nó sẽ có vector phốt tuyến là vector nào? Và điểm đi qua là điểm nào? Thì các em nhìn như đây thì các em thấy là mặt phẳng phê của mình nó vuông góc với OB, vuông góc với OB. Cho nên nó nhận vector OB làm vector phốt tuyến. Mà vector OB thì thầy nhắc lại công thức tính tọa độ vector OB là XB trừ XA, YB trừ YA và ZB trừ ZA. Và các em tính cho thầy là tọa độ của vector OB trong bài này là tọa độ như nào? 3 trừ cho trừ 1 là cộng 4. 0 trừ 2, trừ 2, 2 trừ 0, 2. Và điểm đi qua M, mặt phẳng phê đi qua điểm M, đi qua điểm M. M là trung điểm của AB. Cho nên ta nhắc lại công thức tính trung điểm.
và các em nhẩm cho thầy là A tọa độ này, B tọa độ này, thì điểm AM nó sẽ có tọa độ là như này. M là trung điểm của đoạn thẳng AB, thì ta có điểm M tọa độ là XA mà cộng XB chia 2 là bằng 1, XA cộng YB chia 2 bằng 1, và ZB, ZA cộng ZB chia 2 cũng bằng 1. Như vậy mặt phẳng phê, mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB thì có vectơ phổ biến N. Các em thấy là vectơ AB nó có tọa độ là 4 trừ 2 2, cho nên cái 4 trừ 2 2 này chúng ta có thể thu gọn được cho 2, cho nên các em chọn vectơ N là bằng 1 phần 2 lần vectơ AB ha. Như vậy nó có tọa độ sẽ là 2 trừ 1 1. Và đi qua điểm M có tọa độ là 1 1 1. Nên ta có phương trình là vector phổ biến là 2 trừ 1 1 2 trừ 1 1 còn x0 là m, x trừ x0, y trừ y0 và z trừ z0. Ta thu gọn và ta được kết quả là 2x trừ y cộng z trừ 2 bằng 0. Và rõ ràng là ta có được đáp án là B. Ngoài cái cách vừa rồi thì để viết phương trình mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB, ta có thể có một cách khác mà không cần phải tìm vectơ phổ biến và điểm đi qua. Cái cách hai này thì kem dựa trên cái tính chất của mặt phẳng trung trực. Kem thấy là N là một điểm bất kỳ nằm trong mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng AB thì ta luôn có độ dài của đoạn NA bằng độ dài của đoạn NB. Ta sử dụng cái tính chất này để tìm cái phương trình của mặt phẳng phê. Cách làm như sau. Ta có cách ha. Điểm N có tọa độ x, y, z thuộc mặt phẳng trung trực của đoạn thẳng OB khi và chỉ khi độ dài NA bằng độ dài NB. Và để công thức cho nó dễ thì thầy viết là AN bình bằng BN bình, bình phương hai vế luôn. Sau khi khai triển thu gọn, chuyển vế đó, thì ta sẽ được phương trình là tóm x trừ 4y cộng 4z trừ tóm bằng 0. Và ta rút gọn hai vế cho 4 thì ta sẽ được phương trình là 2x trừ y cộng z trừ 2 bằng 0. Và ta sẽ có tương tự như vậy, ta sẽ được đáp án B 2x trừ y cộng z trừ 2 bằng 0. Như vậy thì ngoài cái cách viết phương trình mặt phẳng là tìm vectơ phổ biến và điểm đi qua thì các em cũng có thể dựa vào cái tính chất của mặt phẳng, khai thác cái tính chất của mặt phẳng, có thể là ta có một cách khác để tìm được phương trình của mặt phẳng, ví dụ như cách hai của bài này. Tiếp theo xin mời các em vào câu số 3. Câu số 3, trang không gian OX, YZ mặt phẳng đi qua 3 điểm A có tọa độ 1, 0, 0, điểm B có tọa độ 0, 3, 0 và điểm C có tọa độ 0, 0, trừ 2 thì có phương trình là 4 cái đáp án. Các em quan sát trên màn hình. Thì mặt phẳng đi qua 3 điểm A, B, C thì các em quan sát tọa độ 3 điểm A, B, C. Thì các em thấy là điểm A có tọa độ là 1, 0, 0. Điểm A này thuộc trục, trục UX nè. Điểm B 0, 3, 0. Như vậy điểm B thuộc trục O, OA và điểm C là 0, 0, trừ 2 là điểm C thuộc trục O, OA. Rõ ràng là ba điểm này nó không trùng với góc tọa độ. Cho nên chúng ta có thể dùng phương trình mặt phẳng theo đoạn chéo để có được phương trình của mặt phẳng đi qua ba điểm. Và thầy nhắc lại cái phương trình mặt phẳng theo đoạn chéo. Đó là x chia A cộng y chia B cộng z trên C bằng bằng 1. Và các em thấy A là bằng 1, B là 3 và C là trừ 2. Các em thế vào đây. Ta được phương trình x chia 1 cộng y chia 3 cộng z trừ 2 bằng bằng 1. Và quy đồng chuyển vế thì ta được phương trình 6x cộng 2y trừ 3z trừ 6 bằng 0. Và đây chính là đáp án D. Bây giờ vấn đề đặt ra ở đây các em là nếu một trong ba điểm ABC này có ít nhất một điểm không thuộc trục tọa độ
nó không thuộc trục tọa độ thì ta không thể dùng phương trình mặt phẳng theo đoạn chán được. Nó, thì lúc đó làm sao để tìm được phương trình đi qua 3 điểm ABC? Thì ta có thể có cách ha để tìm phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm ABC. Các em quan sát hình vẽ, các em thấy mặt phẳng đi qua 3 điểm ABC thì cái mặt phẳng phê nó chứa cái giá của vectơ AC và giá của vectơ AB. Cho nên lúc này dễ dàng ta sẽ tìm được vectơ phốp tuyến của mặt phẳng phê. Đó chính là gì? Đó chính là tích có hướng của hai vectơ AB và AC. Ở đây ta có vectơ AB có tọa độ là trừ 1, 3, 0. Vectơ AC tọa độ là trừ 1, 0, trừ 2. Thì tích có hướng của hai vectơ AB và AC ta tính được tọa độ là trừ 6, trừ 2, 3. Như vậy mặt phẳng ABC có vectơ phốp tuyến là N. Có trừ của tích có hướng OBAC. Ở đây các em thấy là trừ 6, trừ 2, 3. Thì ta có thể nhân thêm trừ 1 để cho nó được tọa độ nó đẹp hơn một chút, là 6, 2, trừ 3. Và mặt phẳng ABC thì các em chọn đi qua điểm A cũng được, điểm B cũng được, điểm C cũng được. Và ở đây thầy chọn là đi qua điểm A, có tọa độ 1, 0, 0. Nên ta có phương trình là 6 nhân với x trừ 1 cộng 2 y trừ 0 trừ 3 nhân với z trừ 0 bằng 0. Và ta được phương trình là 6x cộng 2y trừ 3z trừ 6 bằng 0. Và chính là đáp án đề đó. Như vậy thì cái cách ha này, các em lưu ý cách ha, dùng để viết phương trình mặt phẳng đi qua 3 điểm OBC. Tiếp theo xin mời các em qua câu số 4. Câu số 4. Trang không gian OX, YZ cho điểm AM có tọa độ 3, trừ 1, trừ 2 và mặt phẳng phê có phương trình 3x trừ y cộng 2y cộng 4 bằng 0. Mặt phẳng của M và song song với phê thì có phương trình là ta có 4 cái đáp án ABCD. Các em quan sát trên màn hình. Thì trong bài này thì các em lưu ý cho thầy cái mặt phẳng song song với mặt phẳng phê. Thì thầy nhắc lại cái lý thuyết một chút. Các em thấy mặt phẳng quy mà song song với mặt phẳng phê, thì mặt phẳng quy và mặt phẳng phê có thể dùng chung một vectơ phốp tuyến là N. Cho nên nếu mặt phẳng phê có phương trình là AX cộng BY cộng C với cộng D bằng 0, nếu quy song song với phê thì phương trình của quy là có dạng AX cộng BY cộng C với cộng D phải bằng 0. Cái nó là AX cộng BY cộng CZ là nó giống cái AX cộng B cộng CZ của mặt phẳng phê. Nó chỉ khác nhau cái D, D phải và D này khác nha. Đó, các em lưu ý cho thầy. Như vậy, anh ta lưu ý cái này để giải nhanh cái câu số 4. Quy song song với phê nên phương trình của quy có dạng mặt phẳng phê là 3x trừ y cộng 2z cộng 4 bằng 0. Thì mặt phẳng quy song song với phê thì mặt phẳng quy có phương trình cũng là 3x trừ y cộng 2z và cộng cái d phải bằng 0. Các em lưu ý là d phải phải khớp 4. Khớp 4. Rồi bây giờ làm sao để chúng ta đã tìm được cái d phải? Ta lại sử dụng một cái giả thiết tiếp theo. Đó là mặt phẳng qua điểm M. Mặt phẳng mình đi qua điểm M. Mặt phẳng quy đi qua điểm M có tọa độ là 3 trừ 1 trừ 2. Thì các em chỉ cần thế cái x bằng 3 vô phương trình y bằng trừ 1, z là trừ 2. Các em thế vô đây là các em sẽ tìm được cái d phải. Rõ ràng ta tìm được là d phải bằng trừ 6. Và d phải bằng trừ 6 thì ta thỏa yêu cầu d phải khớp 4. Đúng không ạ? Cho nên vậy mặt phẳng quy có phương trình là 3x trừ y cộng 2z trừ 6 bằng 0. Và đó chính là
Đáp án C. Tiếp theo, chúng ta sẽ vào câu số 5. Trong không gian Oxyz, mặt phẳng đi qua điểm A có tọa độ 3, 1, trừ 1 và điểm B có tọa độ là 2, trừ 1, 4 và vuông góc với mặt phẳng phê x trừ y cộng z cộng 4 bằng 0 có phương trình L. Đấy. Các em quan sát 4 cái đáp án trên màn hình. Đà, chúng ta quan sát cái hình vẽ, các hình vẽ mặt phẳng cần tìm thì gọi là mặt phẳng quy chứa AB và mặt phẳng quy này vuông góc với mặt phẳng phê. Thì mặt phẳng phê có phương trình là, cho nên thầy vẽ cái vectơ phốp tuyến NP. Bây giờ để viết được phương trình mặt phẳng quy thì các em thấy rằng mặt phẳng quy ta đi tìm vectơ phốp tuyến của mặt phẳng quy. Các em lưu ý lại mặt phẳng phê có một vectơ phốp tuyến N, ta tích có hướng của vectơ AB. Các em thấy mặt phẳng quy của mình là chứa AB, chứa AB và mặt phẳng quy thì như nào với gió của vectơ NP này các em nhỉ? Song song, đúng không? Như vậy mặt phẳng quy của mình là chứa gió của vectơ và song song với một gió của vectơ khác. Do đó là mặt phẳng quy này có vectơ phốp tuyến chính là tích có hướng của OB với lại NP. Ta có này, mặt phẳng phê có vectơ phốp tuyến lúc này là 1 trừ 1 1. Các em dựa vào phương trình của mặt phẳng phê 1 trừ 1 1. Và tích có hướng của hai vectơ này thì ta được tọa độ là trừ 3, trừ 6, trừ 3. Và mặt phẳng quy thì có vectơ phốp tuyến thì gọi là NQ, là do cái tọa độ này nó trừ 3, trừ 6, trừ 3, mình có thể thu gọn được cho trừ 3, cho nên thầy chọn là trừ 1 phần 3 là tích có hướng của NP với OB. Như vậy để thầy được tọa độ là 1, 2, 1 và đi qua điểm A có tọa độ là 3, 1, trừ 1, cho nên có phương trình là và rốt vô công thức ta được thu gọn, ta được x cộng 2y cộng z trừ 4 bằng 0 và đó chính là đáp án A. Đáp án A. Như vậy đây là 5 cái câu mà ta viết phương trình mặt phẳng. Sau đây là ta tổng kết cái tiết học hôm nay. Thì trong tiết học hôm nay thì các em nắm kỹ cho thầy hai cái dạng toán. Dạng số 1 là xác định tọa độ vectơ phốp tuyến của mặt phẳng. Dạng thứ hai là viết phương trình của mặt phẳng. Thì đối với dạng 1, xác định tọa độ vectơ phốp tuyến của mặt phẳng thì các em lưu ý đó có mấy cái dạng cơ bản sau đây. Dạng 1 là xác định tọa độ vectơ phốp tuyến khi biết phương trình của mặt phẳng. Dạng thứ hai là xác định tọa độ vectơ phốp tuyến của mặt phẳng phê khi biết phê vuông góc với đường thẳng OB. Khi đó vectơ phốp tuyến của mặt phẳng phê chính là vectơ OB. Thứ ba là xác định tọa độ vectơ phốp tuyến khi biết mặt phẳng phê chứa hạt song song với gió của hai vectơ không cùng phương, thì khi đó phê có một vectơ phốp tuyến là N là tích có hướng của hai vectơ AB. Cái dạng thứ hai, viết phương trình của mặt phẳng. Thì viết phương trình mặt phẳng thì các em lưu ý cho thầy, để viết phương trình mặt phẳng thì các em cần phải biết được hai yếu tố. Thứ nhất là tọa độ của vectơ phốp tuyến này. Thứ hai là tọa độ của điểm đi qua. Và ta rốt vô công thức. Cái thứ hai là mặt phẳng phê mà đi qua ba điểm A thuộc trục OX này, B thuộc OY và C thuộc trục OZ. Ba điểm này không trùng với góc tọa độ. Thì lúc này ta có phương trình theo đoạn chéo x chia A cộng y chia B cộng z chia C bằng 1. Và trong cái lưu ý thứ ba là mặt phẳng phê AX cộng B cộng CX cộng D bằng 0. Thì nếu mặt phẳng quy song song với phê thì phương trình của quy là có dạng là AX cộng BY cộng CX.
Các em lưu ý cho thầy là trong không gian hai mặt phẳng vuông góc là không có giận, chỉ có song song là có giận, còn vuông góc là chúng ta chưa xác định được. Đấy, các em lưu ý. Tiếp theo là bài tập tự luyện. Các em lưu lại cái bài tập này để chúng ta tự luyện ở nhà, để ta nắm được các cái giọng bài tập đã học và cái lý thuyết, củng cố cái lý thuyết. Tiết học chúng ta ở đây là hết. Xin chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại.